Ngoài xin chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngoài sẽ quay và gửi tới cho quý vị một ngôi nhà với cái diện tích 32m2, mặt tiền của ngôi nhà được 8m, thì ngôi nhà này thiết kế ra sao? Nếu như quý vị đang có những cái khu đất như thế này thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà xem thiết kế 5 tầng hợp lý hơn như thế nào nhé. Và với cái ngôi nhà này thì hướng nhà là hướng đông bắc, ngõ trước nhà 2m2, cách với một đường là ra tới đường ô tô. Vị trí thì thuộc phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, phù hợp cho bác nào đi làm ở Hà Đông, đi làm ở Chương Mỹ, đi làm ở Thanh Oai, đi làm ở Thanh Xuân, rất là hợp lý. Gần với vị trí ngôi nhà thì quý vị có thể xung quanh ngập tràn tiện ích cho dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, đi học thuận tiện, con cái đi học đều rất là ok, gần bến xe Nghĩa, gần với tuyến đường sắt trên cao Cát Linh. Cho nên vậy nên Ngọc mới chia sẻ rằng nó rất là phù hợp với quý vị đi làm ở Chương Mỹ. Ngôi nhà này thì nó cũng tương đối là gần với trục đường quốc lộ 6. Và mời quý vị theo em vào khám phá cụ thể với ngôi nhà mặt tiền 8m thì thiết kế ra làm sao. Tất nhiên với cái phần mặt tiền 8m thì bù lại cái chiều dài của ngôi nhà không nhiều. Thực ra cái ngôi nhà này nó như kiểu nhà ngang ấy mọi người ạ. Thì có như thế nào thì em quay và review cho quý vị như vậy. Nếu như quý vị đang có những cái khu đất mà thiết kế chưa biết thiết kế như ra sao thì có thể tham khảo video này nhé. Bởi vì chủ đầu tư thiết kế ngôi nhà này rất rất là hợp lý ạ. Với cái phần cửa chính của ngôi nhà thì chủ nhà thiết kế cho quý vị là hai lớp cửa, bên ngoài là cửa cuốn điện, bên trong là cửa gỗ kính. Và phần hiện tại Ngọc Ánh đang đứng là phần tầng 1 của ngôi nhà thì chủ nhà thiết kế cho quý vị ở đây là phần phòng khách. Không gian phòng khách của ngôi nhà ở đây. Ngoài cái phần cửa chính thì chủ có thiết kế thêm cho quý vị một cửa sổ phụ nhỏ nhỏ để lấy thoáng ánh sáng. Hướng nhà đông bắc thì cũng rất là mát. Và ở đây thì ở trong ngôi nhà, cái dự án này thì có 4 căn. Và 4 căn này thì chỉ có 1 căn ở phía bên này, còn 3 căn ở phía bên kia thì là hướng Tây Nam mọi người nhé. Nếu như quý vị không hợp hướng Đông Bắc thì quý vị có thể hợp hướng Tây Nam. Hướng Tây Nam thì Ngọc Ánh đã quay và review cho quý vị rồi. Còn đây là hướng Đông Bắc vì cái khổ đất nó khác, cho nên sẽ review một cái video khác cho quý vị. Đây là phần toàn bộ không gian phòng khách của ngôi nhà, tương đối rộng, tương đối là hợp lý, gần với đường ngõ ô tô, gần với chợ dân sinh. Và với cái thiết kế tiếp theo thì đây là phần không gian phòng bếp ạ. Với phần phòng bếp của ngôi nhà hoàn thiện đầy đủ, chỉn chu, công năng đáp ứng cho quý vị một hộ gia đình sử dụng rất là ok. Toàn bộ phần tầng 1 thì chủ nhà thiết kế đầy đủ trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Với phần tủ bếp thì thiết kế toàn bộ cho quý vị là tủ gỗ MDF chống cong vênh. Phụ kiện bếp chất liệu inox 304, chậu rửa, vòi rửa đây. Hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt đầy đủ rồi. Điện lực EVN Hà Nội, nước sạch Hà Đông. Hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn. Nếu như quý vị về thì sang tên đổi chủ rất là nhanh cho quý vị nhé. Ngoài ra phần tầng 1 thiết kế thêm công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1, bồn cầu, máy bơm, cũng như là xe vòi xịt đầy đủ cho quý vị sử dụng ở phía dưới tầng 1 thôi. Đấy, nếu như tính tổng quát từ vị trí phòng khách, phòng bếp thì ngôi nhà này thiết kế rất là hợp lý. Diện tích thì nhỏ nhưng mà cái công năng sử dụng đầy đủ cho một hộ gia đình ở phía dưới. Phòng khách này, phòng bếp này, một phòng vệ sinh. Ở đây thì có 4 căn. 4 căn thì nó có cổng, nếu như quý vị về sau này làm cái cổng riêng thì không cần phải ra xe vào nhà đâu, rất là hợp lý ạ. Mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà nhé. Và quý vị ơi, ngoài đang đứng ở trên phía tầng 2 của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị một phòng ngủ, một phòng vệ sinh. Đây là phần không gian phòng ngủ của ngôi nhà. Với phần phòng ngủ được thiết kế đầy đủ cho quý vị. Cửa sổ lấy ánh sáng thoáng vào trong không gian phòng. Hệ thống trần thạch cao, sàn gỗ trong không gian phòng ngủ. Đây mọi người ạ, thiết kế đèn led rất là hợp lý. Quan trọng là cái thiết kế thôi, còn đâu thì cái thửa đất nào, chúng ta không được có quyền chọn thửa đất đâu mọi người ạ. Có những thửa đất vuông, có những thửa đất chéo, có những thửa đất tam giác. Cho nên là quan trọng thiết kế làm sao cho nó hài hòa với công năng sử dụng của một hộ gia đình thôi. Và đây là phần phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh sử dụng của tầng 2 tương đối là rộng và thoáng. Hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, chủ nhà thì ốp toàn bộ gạch lên trên tới tận trần cho quý vị rất là sạch sẽ. Bồn cầu, lavabo, đáp ứng công năng sử dụng từng tầng với cái phần thiết bị vệ sinh. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm nghệ Việt Pháp. Và cửa thông phòng của các phòng ngủ thì thiết kế là cửa nhựa lõi thép. Đồng thời
với cái công nghệ mới nhất hiện nay thì chủ nhà riêng nhá mọi người nhá, chủ nhà của dự án này thì thiết kế cho quý vị là ở đây là toàn bộ là cửa đây mọi người ạ, hệ thống cửa thì không nói rồi, còn khóa thì là thiết kế là khóa vân tay và mật khẩu. Quý vị có thể cài mật khẩu hoặc quý vị có thể cài vân tay, tùy mọi người. Mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và với ngôi nhà này thì thiết kế tổng là 3 phòng ngủ, tầng 2, tầng 3, tầng 4, thiết kế giống hệt nhau. Mỗi một tầng thiết kế cho quý vị một phòng ngủ rộng, một phòng vệ sinh. Đấy. Với ngôi nhà ngang, mặt tiền 8m, thiết kế làm sao cho hài hòa, thiết kế làm sao để vẫn đủ những cái công năng sử dụng cho một hộ gia đình, thiết kế làm sao mà vẫn được 3 phòng ngủ, 3-4 phòng vệ sinh. Thì đây, trong video này là quý vị có thể tham khảo được. Bởi vì cũng có rất là nhiều quý khách hàng của Ngọc Ánh chia sẻ rằng là anh chị có một số lô đất với cái diện tích nó nhỏ thì không biết là bên em có thiết kế mọi cái hay không, thì Ngọc Ánh xin chia sẻ luôn. Cũng ở rất nhiều video rồi là có thiết kế cũng như là phần thi công cũng như là phần hoàn thiện cho quý vị từ A đến Z. Cái phần đó thì quý vị nào mà mong muốn ấy, là đã có đất rồi và tìm đội xây cũng như là thiết kế thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với lại nhà tốt nhé. Đây là phần tầng 3. Đó. Thiết kế thì thực ra là tương tự như nhau thôi, cho nó hài hòa. Còn cái quan trọng nhất nó là vị trí đi lại, quan trọng nhất đó là nó phù hợp với tầm tài chính của quý khách hàng, quan trọng nhất là cái cung đường đi làm của quý khách hàng cũng như là con cái nó có phù hợp hay không. Tầng 2, tầng 3, tầng 4 thiết kế toàn bộ tất cả các cửa đều cửa nhựa lõi thép và đây, khóa vân tay quý vị nhé. Mời quý vị theo em lên tầng 5, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và em đang đi từ phía tầng 4 lên trên tầng 5 của ngôi nhà. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 thiết kế cho quý vị ở đây là gỗ. Trên phía tầng 5 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo, trên tầng 5 thiết kế cho quý vị một phòng thờ riêng nhỏ nhắn, hợp lý như thế này. Phần còn lại, sân phơi. Và đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Đây, quý vị có thể nhìn xung quanh, dân cư đông đúc, hàng xóm thân thiện, vị trí giao thông đi lại thuận tiện. Mà anh xin chia sẻ và nhắc lại, phù hợp cho bác nào đi làm ở Hà Đông, Thanh Oai, Chương Mỹ, nói chung là hợp lý. Đi làm cả trên Thanh Xuân, tính từ vị trí ngôi nhà này mà đi lên trên ngã tư Sở thì nó khoảng tầm 12 km nha quý vị. Cho nên dựa vào đấy để quý vị có thể cân đo đong đếm quãng đường của gia đình mình sao cho phù hợp. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể, đi xem nhà thực tế thì vui lòng liên hệ trực tiếp Ngọc Ánh nhà tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hóa 0888041444 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.